Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học kinh thánh ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 4 tháng 3 năm 2024 với đề tài đó là theo đuổi sự nên thánh. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu chúng con. Chúa ơi, giờ đây chúng con học bài của ngày 4 tháng 3 năm 2024. Xin Chúa ở cùng dạy dỗ dẫn dắt chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần kinh thánh của chúng ta hôm nay trong Hebrew đoạn 12 từ câu 12 đến câu 15. Vậy, hãy giở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm uế phần nhiều trong anh em chăng? Dạ. Yeah. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 14. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Câu hỏi suy gẫm. Trước giả thư Hebrew đưa ra những bí quyết nào để giữ kỷ luật tâm linh theo đuổi sự nên thánh? Hậu quả của việc không nên thánh là gì? Bạn đang theo đuổi sự nên thánh như thế nào? Khi một người tin nhận Chúa Giêsu, người ấy được kể là thánh vì đứng trong địa vị của một người thánh, là người biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đó là nên thánh địa vị. Nhưng khi sống với Chúa, người ấy không phải nên thánh thực nghiệm qua người ấy, phải nên thánh thực nghiệm qua cách ăn nít ở mỗi ngày. Đây là một thách thức đòi hỏi con dân Chúa phải giữ kỷ luật tâm linh để theo đuổi sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Trước giả thư Hebrew đưa ra một số cách sống để có thể giữ kỷ luật tâm linh theo đuổi sự nên thánh. Thứ nhất, câu 12. Mô tả những người kiệt sức với cánh tay rũ xuống và đầu gối mỏi mệt, cần đặt hy vọng vào Chúa để giơ tay lên và thẳng đầu gối lại. Ê-sai 35 câu 3. Những ai đang ngã lòng, tâm linh đang mệt mỏi và yếu đuối, cần phải đứng lên, bám lấy lời hứa của Chúa, vượt qua thách thức để giữ kỷ luật tâm linh mà bước tới. Thứ hai, cơ đốc nhân có trách nhiệm nâng đỡ nhau, người mạnh phải giúp người yếu thuộc linh để họ không vấp ngã. Câu 13. Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành và đứng vững để tiếp tục nên thánh thực nghiệm mỗi ngày, như châm ngôn đoạn 4 câu 26. Thứ ba, con dân Chúa hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, như trong câu 14 phần A. Cộng đồng cơ đốc phải cố gắng duy trì hòa khí với nhau. Sứ đồ Phaolô cũng khuyên điều này ở trong Roma đoạn 12 câu 18. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Đây là một thách thức lớn cho đời sống nên thánh thực nghiệm của cơ đốc nhân. Con dân Chúa phải theo đuổi sự nên thánh, như câu 14 phần B. Những người muốn tương giao với Chúa phải ghê tởm điều ác và theo đuổi sự thanh sạch. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8. Vì không một tội lỗi nào có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nên cơ đốc nhân phải sống thánh khiết và trong sạch mỗi ngày. Điều này là động lực để chúng ta giữ kỷ luật tâm linh, theo đuổi sự nên thánh ngay bây giờ và luôn luôn. Theo đuổi sự nên thánh là quyết tâm sống vâng lời Chúa, tránh điều ác, làm điều thiện cho mọi người theo lời Chúa dạy. Khi một người tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi sự nên thánh, người ấy cũng quan tâm đến đời sống tâm linh của người khác. Chúng ta phải cẩn thận giúp nhau vượt qua thách thức để không ai trật phần ân điển của Chúa, như câu 15. Kỷ luật tâm linh là một cuộc chiến thuộc linh. Mỗi chúng ta cần nhờ ơn Chúa để vượt qua những thách thức, giúp nhau bền lòng, sống nên thánh thực nghiệm mỗi ngày. Bạn có quan tâm theo đuổi đời sống nên thánh mỗi ngày không? Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Có ba điều mà trong bài học nhắc đến đó. Đó là những ai kiệt sức, tay rũ xuống, đầu gối mỏi mệt. Có nghĩa là ở trong phương diện thuộc linh mình thiếu cái sự cầu nguyện. Về thuộc thể cũng vậy, nhiều khi mình mệt mỏi quá, mình bị chi phối nhiều thứ quá thì đã ảnh hưởng đến vấn đề thuộc linh của mình. Rồi có khi mình yếu đuối về phương diện thuộc linh, mình không có cầu nguyện, mình không có mạnh mẽ, không tìm kiếm Chúa. Thì nếu như chúng ta ai đang ở trong cái sự ngã lòng, tâm linh đang mệt mỏi, yếu đuối, thì chúng ta nhớ qua bài học ngày hôm nay, hãy vùng dậy từ trong đám người chết của Chúa anh chị.
và hãy vùng dậy từ trong đám người chết để lời của Chúa, để chính Chúa chiếu sáng, chính Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Phần thứ hai là chúng ta phải nâng đỡ khích lệ nhau. Người mạnh phải giúp cho người yếu thuộc linh. Nhiều khi mình thấy anh em của mình yếu nhưng mà mình tới mình trách không có khéo. Mình tới mình lên án họ, mình kết tội họ. Xin Chúa cho để rồi mình biết yêu thương, mình biết chăm sóc anh em của mình. Cầu nguyện là tiên quyết. Đầu tiên chúng ta phải cầu nguyện, trình dâng anh em của mình lên cho Chúa. Cầu nguyện thật là nhiều. Rồi sau đó Chúa dẫn dắt chúng ta để chúng ta chăm sóc họ. Thứ ba là hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết. Hòa thuận có nghĩa là còn có cái gì mà mình tranh cạnh vì hư vinh, vì quyền lợi cá nhân, vì danh hư danh, rồi mình tìm đủ mọi cách mình xào xáo, mình chia phe chia phái đó. Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy cái đó không có phải là điều chúng ta đáng đeo đuổi. Chúng ta phải đeo đuổi sự thánh khiết. Mình có thấy rằng mình cần mạnh mẽ về phương diện thuộc linh, cầu nguyện nhiều, huấn luyện nhiều, dạy đạo nhiều, hòa thuận với anh em, mình hướng đến những điều mà phát triển về thuộc linh, những điều mà đưa anh em mình đến với Chúa, chứ không phải là đưa cái danh của mình lên. Xin Chúa giúp để rồi qua bài học ngày hôm nay chúng ta nhận được một cái giá trị nhất định trong sự nhắc nhở lời của Chúa để mà mình áp dụng cho đời sống của mình. Bạn có quan tâm theo đuổi đời sống nên thắng mỗi ngày không? Xin Chúa giúp chúng ta. Đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, xin giúp con luôn cảnh giác trước mọi điều ác, nhờ ơn Chúa vượt qua những thách thức trong kỷ luật tâm linh và quyết tâm theo đuổi sự thánh khiết trên linh trình theo Chúa mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con. Chúng con phải nên thánh. Chúng con, khi chúng con tin Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, chúng con được kể là công bình, được trở nên thánh. Nhưng chúng con phải trở nên thánh càng hơn. Và trong cuộc sống chúng con, Chúa có những thử thách, có những huấn luyện để rồi chúng con trải nghiệm, và chúng con sẽ được thực nghiệm trong cuộc sống của mình để rồi chúng con thắng hơn. Chúng con nhờ cậy nơi Chúa, chúng con được nên thánh càng hơn. Xin Chúa giúp chúng con để qua ba điều mà trong bài học ngày hôm nay chúng con sẽ nhận được sự dạy dỗ của nơi chính nơi lời của Chúa, để rồi chúng con biết nhờ cậy nơi Chúa, ăn năn tội của mình và bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lại. Xin Chúa ban phước cho cả chúng ta. Amen.